Vâng, thưa các bạn, là trong video của ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn top những chiếc laptop ở phân khúc đầu tư, đó là từ 16 đến khoảng 20 triệu đồng. Những chiếc laptop tốt nhất trong các công việc như là văn phòng này, học công nghệ thông tin cũng như các bạn sử dụng trong lĩnh vực lập trình, kinh doanh, kế toán, marketing. Đây đều là những chiếc máy mới 100% có thiết kế sang trọng, mỏng nhẹ và thời lượng pin đảm bảo tối thiểu ít nhất là 8 giờ các bạn nhé. Chiếc máy đầu tiên trong cái phân khúc ngày hôm nay mình giới thiệu đó là chiếc HP Envy X360 với phiên bản màn hình 14 inch có mã là ES0013DX. Chiếc máy này hiện nay đang có phân khúc giá cực kỳ tốt mà được trang bị chip i5 thế hệ thứ 13 luôn các bạn ạ. i5 thế hệ thứ 13 mà HP Envy xoay gập mà giá chỉ như vậy các bạn nhé. Bây giờ thì mời quý vị các bạn tham khảo video giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, cảm giác đầu tiên mình cầm vào chiếc máy này là cực kỳ chắc chắn. Các bạn thấy nó thiết kế kiểu dạng như là vuông thành sắc cạnh và những cái bo phần viền này được bo tròn, giúp cho chiếc máy nó cảm giác gọi là business hơn, văn phòng hơn và mềm mại hơn. Logo được mạ chrome này. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 1,52 kg, không quá nặng cũng chẳng quá nhẹ các bạn ạ. Phần bên tay phải của mình đây là cổng sạc này, hai cổng USB và đầu đọc thẻ mini SD. Ở bên này là cổng HDMI và cổng USB Type-C. Các bạn thấy đây là cái hốc tản nhiệt được đưa ở đây. Cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5. Cái lối âm thanh ra bên ngoài các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy led phím này, rất là đẹp. Buổi tối chúng ta dùng sẽ rất là tiện luôn. Loa Bang & Olufsen của Đan Mạch này. Đây là con chip bảo mật vân tay này. Thậm chí là cái touchpad này các bạn sẽ thấy nó có lát cắt diamond, nhìn nó sẽ sang hơn rất nhiều. Hành trình bàn phím quen thuộc của HP là cao lỗ như này, bấm rất sướng các bạn ạ. Này, xem em này hoạt động xung nhịp ok không này. Chúng ta sẽ chấm điểm qua phần mềm CBM15R. A few moments later. Vâng, thưa các bạn, là điểm FPS đạt là 75,32 FPS các bạn ạ. Nói chung là cơ bản thôi. Với em Iris Xe Graphics thì với thế hệ chip thứ 13 nó có thể kéo lên đến 30. Nhưng mình đã từng test trên con chip thế hệ thứ 11 hoặc là thế hệ thứ 12 thì nó chỉ đạt từ khoảng 20 đến 25 thôi. Đây các bạn thấy nó chạy một lúc nó sẽ nhảy xuống. Tại vì sao nó như này? Bởi vì cái dòng CPU thế hệ thứ 13 được nhân số luồng nó cao hơn thì FPS nó cũng sẽ kéo được tốt hơn. Có nghĩa là cái thuật toán đồ họa nó sẽ ok hơn. Nhưng ở cái mức gọi là chỉ trên như này thôi. Các bạn lưu ý thì máy chúng ta được trang bị với công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm. Và anh em chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng giống như những chiếc điện thoại iPhone, iPad, zoom to, zoom nhỏ. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm nay thì mình test thử cái tựa game FIFA Online 4. Cái tựa game mà phải nói là chơi nhiều nhất Việt Nam. Thực tế là chiếc máy chúng ta không thuộc vào phân khúc gaming, nhưng đối với những tựa game tầm trung với con chip đời mới thì hoàn toàn có thể kéo được việc hỗ trợ với Iris Xe. Càn họa on các bạn nhé. Chiếc máy thứ hai ở phân khúc máy tính của Nhật các bạn ạ, đó là chiếc laptop Vio FE14. Chiếc máy này thì mình mới review ngày hôm qua thôi. Thì đây là một trong chiếc máy với sự trở lại của thương hiệu Vio. Các bạn lưu ý thì bây giờ máy nó chỉ còn chữ Vio mà không còn chữ Soli. Bởi vì thực tế chiếc máy này, thương hiệu này đã được bán cho một quỹ đầu tư của Nhật. Và hiện nay là quỹ đầu tư của Nhật họ quản lý và thương hiệu chỉ là Vio thôi các bạn nhé. Với những thiết kế và dây chuyền sản xuất giống như những chiếc máy được sản xuất cách đây khoảng 15 năm, thiết kế đặc trưng riêng của dòng Vio. Không biết là dòng máy này liệu có thành công tại thị trường hay không, nhưng phân khúc giá bán tại thị trường tương đối tốt và cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc hạng trung, mà đây được định hình ở phân khúc cao cấp, nó chỉ có giá là hơn 18 triệu đồng. Mời quý vị các bạn tham khảo video giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,6 kg. Phần lắp lưng làm bằng hợp kim nhôm và logo quen thuộc Vio này, mạ chrome. Và với cái màu trắng như này thì mình sờ vào có một cái lớp đặc biệt để chống bám vân tay. Mặc dù là mình đang đeo găng, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì nó chống bám vân tay trên dòng sản phẩm này sẽ rất là tốt, bởi vì nó sẽ hơi sần một chút các bạn ạ. Thiết kế kiểu dạng giống như kiểu như này và hơi vát đằng sau. Đây là thiết kế của dòng Z ngày xưa các bạn ạ. Phần bên cạnh phải của mình thì vẫn còn cổng LAN. Soli sẽ hướng đến những người dùng doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp họ vẫn dùng LAN rất là nhiều. HDMI để kết nối ra màn hình bên ngoài và hai cổng USB 3.0. Đây là USB Type-C các bạn nhé. Chỉ là cổng C thôi chứ không phải là cổng thu mắt 4 các bạn ạ. Đây là lỗ khóa của máy này. Cổng sạc này và tản nhiệt của máy sẽ được đưa ở đây nhá. USB và đầu đọc thẻ. Cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5 ở đây. Đây bật lên phím các bạn, bật ở đây này, bấm FL này. Đây. Các bạn thấy này. Hành trình bàn phím cao lỗ như này thì các bạn bấm cũng sẽ rất là sướng. Đây. Mình thích những loại phím như này. Cái khung này thì rất tiếc là làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ, mà không phải là hợp kim nhôm. Con chip bảo mật vân tay được đưa ở đây, nhưng con chuột mình cảm giác như hơi nhỏ. Bấm trái phải để các bạn bấm nó cũng rất là tốt này, độ lẩy tốt này. Vâng, thưa các bạn, thì test qua phần mềm Fullmax thì các bạn thấy là mức FPS nó đạt được khoảng từ 17 đến 18 và nhiệt độ hoạt động này tối ưu cực kỳ tốt, chỉ khoảng 50 độ C. Hoạt động rất là êm luôn. Soli thì họ rất là nổi tiếng với hệ thống tản nhiệt từ ngày xưa rồi.
xin lỗi các bạn là Vio, cứ nhầm thằng Soli, khổ thế, thì hoài niệm quá. Nó in trong đầu của mình rồi, Vio anh em nhá, chứ không còn chữ Soli nữa. Đây, nó ổn định mức FPS như này. Hệ thống tản nhiệt làm như này là ok rồi. Ở mức 2D thì các bạn có thể thấy là FPS cực kỳ cao. Nó đạt là gần 200. Vâng, thưa các bạn, thì ở đây mình đang test hiệu năng của em Cebu này. Với thế hệ chip Adelaide của Intel, thế hệ từ 12, có tên mã là 1235U. Em Cebu này có 10 lõi và 12 luồng anh em nhé. Hoạt động ở xu nhịp là 3.30 và có thể turbo boost lên 4.40. Công suất hoạt động là 15W và công suất hoạt động tối đa là 55W anh em ạ. Các bạn thấy là với con chip tiết kiệm điện thì khả năng render của nó thì rất là yếu. Đấy, sẽ không phù hợp với các bạn mà cần một chiếc máy có CPU khỏe thì dòng này không phù hợp anh em nhé. Chủ yếu là anh em làm văn phòng đồ họa tầm trung thôi. Đây anh em thấy điểm số của em CPU nó chỉ đạt ở ngưỡng là 859 thôi. Vâng thưa anh em là FPS nó đạt rất là thấp anh em ạ, nó chỉ có 31.58 FPS thôi. Vâng thưa các bạn thì mình đang test thử cái tựa game Tomb Raider. Mặc dù chiếc máy chúng ta ở phân khúc tầm trung nhưng vẫn có thể chơi những tựa game như này. Ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại hoặc là CS:GO, Half-Life, Đế Chế, Đột Kích hay FIFA Online 4 thì anh em vẫn có thể cài chiếc máy này chơi được, giải trí lúc rảnh. Cũng hơi đáng tiếc một chút, mặc dù là CPU i5 thế hệ thứ 12 nhưng lại không được nâng cấp với Edit XE Graphics mà chỉ UHD Graphics nên chơi game nó cũng sẽ hơi đuối một chút anh em nhé. Được cái là con này tản nhiệt của nó rất là tốt luôn. Làm đồ họa và chơi game nhiệt độ chỉ ở ngưỡng khoảng trên 50 độ C. Cái phần này là cực kỳ cộng cho chiếc máy này. Từ vừa nãy đến giờ là test hơn 1 tiếng mà nhiệt độ nó chỉ như này thôi là rất ok. Và hệ thống làm mát bên trong các bạn có thể thấy là quạt nó rất là êm luôn. Có lẽ là chiếc máy này tối ưu cho cái phân khúc doanh nhân và những người mà cần một chiếc máy nó hoạt động bền bỉ. Đây thì chắc chắn là một chiếc máy phù hợp với các bạn. Chiếc máy thứ ba của thương hiệu Lenovo đó là chiếc Lenovo Yoga 7i phiên bản 2023 các bạn ạ. Máy được trang bị con chip i5 thế hệ thứ 13, 1335U, RAM 8GB SSD 512GB. Đặc biệt là màn hình 16 inch Full HD cộng với khả năng xoay gập 360. Thiết kế cực kỳ sang trọng và đẳng cấp và thời lượng pin có thể duy trì dùng trên 8 tiếng. Đặc biệt giá bán không quá đắt, chỉ hơn 18 triệu đồng. Thế đây là một trong chiếc máy mà dành cho các công việc như là người sáng tạo nội dung, các công việc như lập trình, xem phim, lướt web, giải trí. Đặc biệt các bạn kinh doanh dùng chiếc máy này cũng cực kỳ ok. Mà các bạn liên quan đến lĩnh vực và thiết kế mà cần màn hình cảm ứng thì đây là một chiếc máy rất tuyệt vời các bạn nhé. Mời quý vị các bạn tham khảo video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,038kg các bạn ạ. Nếu như cầm một tay này thì khá là nặng tay. Và đây là dòng sản phẩm xoay gập 360. Các bạn thấy là thiết kế của nó cực kỳ ngầu đằng sau này các bạn này. Hốc tản nhiệt này. Và thiết kế hơi bo tròn một chút thì nhìn nó sẽ mềm mại hơn. Đấy, và chữ Yoga các bạn thấy mạ chrome sáng bóng như này. Dòng sản phẩm này với mặt lưng kiểu dạng bóng này thì nó sẽ rất dễ bám vân tay các bạn nhé. Logo Lenovo ở đây. Và cái phần G này là phần nhô camera để các bạn mở máy nó cũng sẽ đơn giản hơn. À, cầm xoay gập 360 nó rất là to. Đấy, nên khi mà mình cầm một tay khẳng định là rất là nặng luôn. Chính vì thế khi các bạn xoay gập các bạn phải dùng hai tay. Và chỉ còn một thao tác như này, nó sẽ biến thành một chiếc laptop hoàn chỉnh. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ là hợp kim nhôm CNC nguyên khối nhé các bạn nhé. Và lề như này nó cũng sẽ rất là chắc này. Phần bên tay phải của mình thì có hai cổng USB. Phím bật nguồn đây các bạn này. Nó bật nguồn đây này. Đấy. Ở bên này thì có cổng HDMI để các bạn có thể kết nối ra mình bên ngoài. Và hai cổng thu hút 4 luôn. Thì sẽ có một cổng sạc đây. Đấy. Với băng thông ra bên ngoài lên đến 40G một giây. Nó là cực nhanh luôn các bạn ạ. Có thể cắm thêm eGPU, có nghĩa là cái cắm hình rơi để kết nối ra bên ngoài. Băng thông ra bên ngoài lên đến 40G một giây các bạn nhé. Đây là cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 này. Các bạn kết nối âm thanh ra bên ngoài. Phím dòng này thì bấm sướng lắm các bạn ạ. Led phím màu trắng này. Các bạn thấy này. À, bấm phím cực sướng luôn. Mình đeo găng tay nó không cảm ứng được các bạn ạ. Này. Đây là con chip bảo mật vân tay này. Các bạn thấy cái loa, cái xin lỗi các bạn là cái touchpad của con chuột làm cực kỳ lớn luôn. Bấm. Đấy, bấm sẽ rất ok. Vâng thưa các bạn thì màn hình cảm ứng của nó là cảm ứng 10 ngón các bạn nhé. Nó còn gọi là cảm ứng đa điểm. Các bạn mà dùng để thiết kế thì ra trên chiếc máy này nó cũng cực kỳ tiện dụng luôn. Vâng thưa các bạn, thế hệ chip thứ 13, nó còn gọi là chip Rotolex các bạn ạ. CPU này có 10 lõi, 12 luồng. Đã điểm số bây giờ một em chip U tiết kiệm điện nó cũng đạt đến 1618. Và khi hoạt động ở mức đồ họa cao thì các bạn có thể thấy cái quạt trong máy nó hoạt động, chúng ta có thể nghe thấy khá là rõ luôn. Ở đây là mình đang test đồ họa mô phỏng 4D.
Mặc dù là chiếc máy chúng ta được ở phân khúc hạng trung, nhưng việc CPU có nhiều lõi, nhiều luồng thì cũng sẽ hỗ trợ đồ họa tốt hơn. Điểm FPS bây giờ cũng kéo lên là 91,47 FPS. Vâng thưa các bạn, khi mình test phần mềm thì các bạn thấy là mức FPS của em này nó chỉ đạt 19 đến 20 thôi. Có nghĩa là chiếc máy chúng ta ở phân khúc cái cấu hình nó ở mức gọi là trên trung bình một tí thôi các bạn nhé. Nhiệt độ hoạt động trung bình của chiếc máy này ở ngưỡng khoảng 69 độ C ở chế độ tác vụ về đồ họa 3D. Còn 2D thì chắc chắn nó sẽ giảm và FPS nó sẽ đẩy cao hơn. Đây, mức FPS này được các bạn thấy là nó đạt là hơn 100 và nhiệt độ sẽ ở ngưỡng khoảng 73 độ C. Vâng thưa các bạn, ngày hôm nay mình test thử phiên bản FIFA Online 4. Mặc dù là chiếc máy chúng ta không được trang bị Vega rời nhưng có Iris Xe Graphics, chính vì thế vẫn có thể chơi game đạt ở mức 60. Nhiệt độ chơi game ở ngưỡng khoảng trên 60 độ C. Âm thanh của chiếc máy này thì rất là hay rồi. Một trong những chiếc máy của thương hiệu Dell với phân khúc màn hình 13 inch được trang bị con chip i5 thế hệ 13, đó là 1340P RAM 16GB SSD 512GB. Đặc biệt là màn hình 13,3 inch với độ phân giải lên đến 2K, đó là chiếc Dell Inspiron 5330. Chiếc máy này hiện nay có giá bán tại thị trường lên đến hơn 20 triệu đồng. Thì đây là một trong chiếc máy thuộc phân khúc hạng trung và thiết kế cao cấp và giá của nó cũng không hề rẻ các bạn nhé. Một chiếc máy mà trang bị cấu hình như này không có Vega rời mà giá bán lên đến hơn 20 triệu đồng thì không đơn giản một chút nào đúng không các bạn? Bây giờ mời quý vị các bạn tham khảo video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Máy thứ 5 ở phân khúc giá rẻ mà không thể bỏ qua đó là chiếc Asus ZenBook Q409. Đây là một trong chiếc máy mà mình đánh giá với khả năng thiết kế vô cùng xuất sắc, tiêu chuẩn độ bền quân đội STD 80G. Đặc biệt là màn hình 2K OLED luôn, được trang bị con chip i5 thế hệ thứ 12. Và giá bán của chiếc máy này là một trong chiếc máy rẻ nhất có thiết kế cao cấp nhất, độ bền ok nhất, đó là chỉ chưa đến 16 triệu đồng bây giờ các bạn ạ. Bây giờ mời quý vị các bạn tham khảo chiếc Asus ZenBook Q409 tại bên mình nhé. Cảm giác đầu tiên mình cầm vào là rất mát các bạn ạ. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ CMC hợp kim nhôm nguyên khối. Thiết kế bên ngoài rất là khỏe khoắn luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy chữ Asus ZenBook này. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,39 kg, chưa đến 1,4 cân các bạn ạ. Và lề đằng sau các bạn sẽ nhìn thấy này, mạ chrome sáng bóng luôn. Đấy, và phần tản nhiệt các bạn sẽ nhìn thấy nó làm chìm ở bên trong, giấu đi. Có nghĩa là khí nóng được đẩy đằng sau đấy các bạn ạ. Cái thiết kế như này mình rất thích luôn. Bên này các bạn có thể nhìn thấy này, ai chà, đầu đọc thẻ này, hai cổng Thunderbolt luôn, ghê không? Thunderbolt 4 luôn nhá, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 để các bạn kết nối âm thanh và vẫn còn cổng HDMI để các bạn có thể kết nối tín hiệu âm thanh và hình ảnh với các thiết bị đời cũ hơn. Hai cổng này là nhanh và mạnh nhất hiện nay luôn các bạn ạ, băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây. Và đến dòng Asus ZenBook Q409 thì đã sử dụng dòng CPU của Intel, chính vì thế sẽ được tích hợp Thunderbolt 4 các bạn nhá, đẳng cấp không? Đèn tín hiệu của quả pin và đèn tín hiệu của máy đang sử dụng này. Đằng trước là thiết kế cái gờ như này để các bạn có thể mở máy đơn giản này và không bố trí bất kỳ một cổng riêng trước nhé. Ở bên này thì có một cổng USB. Ở bên này thì có một cổng USB và ở đây cái hốc tản nhiệt này. Đấy, nó làm để tụt bên trong như này, khá là ok. Ở con này nếu mà thổi hơi nóng ra đây thì mùa hè sẽ hơi khó chịu một chút đấy các bạn ạ. Nếu mà các bạn có thói quen để tì tay ở đây. Con CPU này thực tế của nó chỉ là 12 nõi 16 luồng thôi và 12 kích. Và nó có thể turbo boost lên 4.4 chứ không hiểu sao phần mềm nó hiện là 16 core. Thực tế của nó chỉ là 12 lõi 16 luồng thôi nhá. Đây là phần mềm CPM 15R các bạn ạ. Với độ sáng lên đến 400 nit và tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%. Kinh khủng. Bây giờ mình bật loa nhá. Ái da. Màn hình của nó là màn hình gương các bạn ạ, màn hình gương OLED. Qua phần mềm Fullmax thì có vẻ nhiệt độ của dòng CPU i5 thì khá cao các bạn ạ. Nó sẽ ở mức render 3D, ở đây là phần mềm Fullmax nhá. Nhiệt độ ở mức khoảng trên 8 độ C, FPS chúng ta nhận được khoảng 20. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái thông số FPS thì chiếc máy này nó sẽ không quá mạnh. Nó không quá mạnh về đồ họa. Đó.
Này các bạn sẽ nhìn thấy loa Harman Kardon này. Loa này thì nó là đỉnh cao. Còn Dubai Atmos này nó là cái công nghệ âm thanh nó rất là ok. Loa hãng này nghe trên cái dòng máy Asus cũng rất là hay luôn. Các bạn nghe thấy chất lượng âm thanh mà lại sướng không? Với cái Merian này thì chúng ta chơi game các bạn thấy mức FPS ở mức khoảng hơn 60. Được cái là hình ảnh của này quá tuyệt vời đúng không? Và nâng tầng số quét lên 90Hz nên hình ảnh chuyển động của nó rất chính xác. Nhiệt độ chơi game ở mức khoảng trên 80 độ C. Với những tựa game tầm trung thì chiếc máy chúng ta hoàn toàn có thể kéo trên chiếc máy này ok ngon anh. Còn đối với những tựa game chuyên nghiệp thì thưa các bạn, đây không phải là dòng cái gaming. Đó, nên các bạn mua máy cũng phải cần đo đong đếm xem có phù hợp với mình hay không nhá. Vâng thưa các bạn, là mình đã vừa tổng hợp top 5 những chiếc laptop bán chạy nhất trong ngành phân khúc học công nghệ thông tin. Các bạn dùng để xem phim, lướt web, giải trí cũng như các bạn kinh doanh, kế toán, marketing, lập trình và đồ họa tầm trung. Các bạn lưu ý đây đều là những cái phiên bản được trang bị con chip tiết kiệm điện, nó không dành cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp mà nó dành cho những cái công việc như vừa rồi các bạn nhá. Khi mua máy các bạn cũng phải cần đo đong đếm xem có phù hợp với mình hay không. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TDD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để nghe các bài. Các bạn nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để nghe các bài tư vấn mới nhất của shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.